Gì vậy? Nó bự dính kìa. Vậy nè, vậy nè, vậy nè, vậy nè, vậy nè, vậy nè, vậy nè. Lại đây là xong thôi. Em muốn khai báo là đội em chân vậy. Đội em chân vậy. Đội em chân vậy. Đây, trò chơi thoát thân, mở đội, thử hai người, hai người thông minh nhất. Tất nhiên là anh Luật. Lan Ngọc dạ. Và Trương Thế Vinh. Anh Luật thông minh nhất. Thôi thôi, chúng cầm đi, một đứa ra thôi. Anh Vân, ai ra? Bắn nó ra, hai đứa thua lại. Hai người thông minh nhất. Một, hai, ba. Mình nó tủ xì nha chị. Đội này sao á? Rồi, hai người này đúng không? Ngọc nghỉ đúng không? Rồi, Ngọc nghỉ ngơi. Vậy tới đội em. Xử xì luôn hả chị? Một, hai, ba. Em lại ăn hết nữa rồi. Quy định của chương trình là không được tuột ra, đều không được tháo nút. Hãy dùng cái biện pháp nào đó mà mình gỡ ra nhanh nhất, đội nào nhanh hơn đội đó thắng. Bắt đầu. Không được tuột ra, không được tháo nút hả? Kể không được tháo. À, đây nè. Không, wow. Vậy nè, em đứng im bình đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ anh Luật ơi, bên kia xong rồi kìa. Chị giả bước ra ngoài, chị giả bước ra ngoài. Sao? Gắn cái này ra đi là lẹ nhất. Đâu có cán. Không được. Rồi sao? Thôi, từ từ để đừng nghe lời chị Ngân Phan nữa. Cho coi lại đi, cho coi lại đi. Vậy nè, chúng ta hãy đừng nghe lời chị Sáu. Từ từ. Rồi em chui vô. Em không phải, nó hai cộng lận. Đúng rồi, chui vô một cái xong rồi thử. Không được, em bước qua thì nó cũng dày, nó cũng dướng cái nồi em. Không, không, đừng xuống đi chứ không, nó chéo này. Phải từ bình tĩnh, phải bị ròn qua một cái. Giờ đang chéo nè. Ủa? Gân, em có thiệt sự là biết không Gân? À, nó chị bước qua thử của em. Nè, giờ vậy nè. Chị bước qua thử của em. Hai người bước lên. Lòn vô vậy nè. Là bắt đầu nó về rồi. Vẫn vậy à, lúc nào cũng sẽ chéo vậy hết á. Chị bước qua luôn. Là bắt đầu nó về rồi nè. Em phải tránh ra cho đây tôi đó. Để tụi tôi làm. Vẫn vậy. Để tới đường khác à, đừng nghĩ vào lỗ mồm à. Đừng nghĩ vào lối mòn, hãy nghĩ đường khác. Lối mòn á, đây là lối mòn. Khoan, cái này bị dính cái tay thôi, bị dính cái tay rồi. Được rồi. Nè, ai sợ đi rồi đã. Em ra một cái đi, cái tay xong em bỏ rồi cái tay của chị dạng. Dạ anh ơi. Đó đúng rồi. Rồi, bước ra chị. Đừng bước ra, bước ra chị. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mắc vô lại vậy rồi. Ngồi xuống. Mắc vô lại vậy rồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Là đây cái nào xong thôi. Em muốn khai báo là đội em chân vậy. Đội em chân vậy. Đội em chân vậy. Ngồi xuống. 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 Nó có một cái mẹo mà. Để ý tới bây giờ. Rồi. Chịu thua, cả hai đội đều chịu thua ạ. Đúng chưa? Đúng. Nhét vô đây. Nhét vô. Sao em muốn chi nhiều vòng với vậy ngon? Em trồng qua. Trồng qua rồi, đó, khỏi. Đó, vậy đó. Rồi, em giữ nguyên luôn rồi, em rút ra. Đó. Nên em trước rồi. Nói chung là cái trò chơi này vui thôi chứ cũng không tính tỷ số làm gì. Trò chơi thoát thân, mở đội, thử hai người. Hai người thông minh nhất. Tất nhiên là anh Luật. Lan Ngọc dạ. Và Trương Thế Vinh. Anh Luật thông minh nhất. Thôi vậy thôi, chúng cầm đi, một đứa ra thôi. Anh Vân, ai ra? Đó, bắn nó ra, hai đứa thua lại. Hai người thông minh nhất. Một, hai, ba. Mình nó tủ xì nữa chị. Đội này sao á? Rồi, hai người này đúng không? Ngọc nghỉ đúng không? Rồi, Ngọc nghỉ ngơi. Vậy tới đội em. Xử xì luôn hả chị? Một, hai, ba. Em lại ăn hết nữa rồi. Quy định của chương trình là không được tuột ra, đều không được tháo nút. Hãy dùng cái biện pháp nào đó mà mình gỡ ra nhanh nhất, đội nào nhanh hơn đội đó thắng. Bắt đầu. Không được tuột ra, không được tháo nút hả? Kể không được lắm. Tháo. À, đây nè. Không, wow. Vậy nè, em đứng im bình đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ
từ anh Luật ơi, bên kia xong rồi kìa. Chị dạ bước ra ngoài, chị dạ bước ra ngoài. Sao? Cắn cái này ra đi là lẹ nhất. Ủa cắn không được. Rồi sao? Thôi, từ từ để đừng nghe lời khoan khoan rồi, cho coi lại đi, cho coi lại đi. Vậy nè, chúng ta hãy đừng nghe lời chị sao? Từ từ. Rồi em chui vô. Em không phải, nó hai cộng lận. Đúng rồi, chui vô một cái xong rồi thử. Không được, em bước qua thì nó cũng dày, nó bị dướng cái nồi em. Không không đừng xuống xuống đi chứ không nó kéo mày. Phải từ bình tĩnh, phải bị rồi qua đang kéo một cái. Giờ đang kéo nè. Ủa Ngân, em có thật sự là biết không Ngân? À nó chị bước qua thử của em nè. Giờ vậy nè, chị bước qua thử của em. Hai người bước lên vòng vô vậy nè, là bắt đầu nó về rồi. Vẫn vậy à, lúc nào cũng sẽ kéo vậy hết á. Chị bước qua luôn là bắt đầu nó về rồi nè. Em phải tránh ra cho đây tôi đó, để tôi làm vẫn vậy. Nghĩ tới đường khác à, đừng nghĩ vào lỗ mồm à. Đừng nghĩ vào lối mòn, hãy nghĩ đường khác. Lối mòn á, đây là lối mòn. Khoan, cái này bị dính cái tay thôi, bị dính rồi, tay rồi. Được rồi. Nè, ai sợ riêng rồi đã. Em ra một cái lên cái tay xong em bỏ rồi cái tay của chị dạng. Dạ anh ơi. Đó đúng rồi. Trời ơi, bước ra chị. Đừng bước ra chị. Ngồi xuống Ngồi xuống. Em gian thua luôn. Tuột cái tay chứ không có tuột tay làm sao ra được. Không, đồ em phát hiện ra rồi. Nhưng mà anh Luật tại thấy tụi bên kia gần xong mà anh Luật. Thì đó, chỉ có tuột cái tay mới ra thôi chứ. Từ nay về sau tôi không bao giờ bên đội em nữa. Nhưng mà anh vô lại đi, chơi lại đi, cho ra coi. Ok. Vậy đúng không? Nè, ngồi xuống hồi nãy có Không, thôi em thấy bây giờ lật ngược rồi nè. Không bao giờ được. Nó có một cái mẹo mà. Để ý tới bây giờ. Rồi chịu thua, cả hai đội đều chịu thua ạ. Đúng chưa? Nhét vô đây. Nhét vô. Sao em muốn chơi nhiều vòng với vậy Ngân? Em trồng qua. Trồng qua rồi, đó, khỏi. Đó, đó. Rồi, em giữ nguyên luôn rồi, em rút ra. Đó. Bên em là trước rồi. Nói chung là cái trò chơi này vui thôi chứ cũng không tính tỷ số làm gì.